Mình xin chào các anh em yêu tre nha, cũng như các bạn đang xem video. Thì qua cái sự kiện ngoại giao cây tre của Việt Nam và Trung Quốc thì có lẽ như dạo này cây tre bonsai nó cũng khá là hot. Thì hôm nay mấy anh em mình có đi đào một số phôi để giao lưu với anh em. Bên đây chúng ta có một phôi nhỏ này. Đây. Phôi này có thể nói là ốc hai vòng luôn. Đây, trong bụi này thì có một cây này là đẹp nhất này. Đó, các bạn thấy không? Nó cảm giác như nó cuồn cuộn vậy đó. Đây, cái thân này nó đâm vào túi trong này. Chui lên trên đuôi đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với gốc này. Có viên đá này to quá. Đây gân đục cái nha. Đấy, sau một hồi moi đất mình đã xác định được cái gốc nó phía tuốt trên này, chỉ cần một nhát đục ở đây. Mọi kết nối mình đã cắt lìa rồi, bây giờ phải bẫy nó ra. Đây luôn. Để bám quá mà. Nó đơn giản thôi mà nãy giờ. Đây là một số cây mình đã đào lúc nãy, cũng là ốc nhưng mà nhánh nó rất là nhỏ so với những cây mà nó lên thân. Cái này nó chỉ là nó đâm từ cái măng thôi đó, các bạn thấy không? Đây một cây nó tương tự, nó đâm từ cái cây măng của người ta cắt nè, nó lên cái nhánh cây măng nhỏ.
Thì hiện tại mấy anh em mình đang ở một cái bìa hồ, em hồ tự nhiên khá là lớn nha các bạn. Anh em nào mà cắm trại con cá đây là rất là thích hợp luôn. Hôm nào anh em mình cũng sẽ làm một chuyến. Thấy đây là một rễ của một loại dây leo gì đó. Lúc đầu mình tưởng đâu là nó của cái bụi tre này nha. Nhưng không phải. Đó, dây leo này. Dây leo nó bò lên. Nước mùa này rất là trong luôn các bạn. Khi anh em mình đào tre xong phải tưới tre nha. Tưới tre này nè. Mấy ngày nào mình cũng lên tưới vậy là nó lên măng luôn á.